giới thiệu các bạn, đây là mẫu điện thoại 6700 Nokia chính hãng sách tay. Đây là màu vàng. Máy là màu vàng cao cấp. Đây là màu bạc và màu đen. Đây, máy sản xuất được năm 2010. Thời gian sửa chữa, thời gian sử dụng chưa mới nguyên. Made in Hungary. Pin Nokia, pin này dùng hơn 2 ngày. Camera 5 chấm, đèn flash. Tức là máy vẫn còn ni lông.